Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Galaxy S23 FE gần như chắc chắn sẽ được ra mắt. Người hâm mộ dòng điện thoại Fan Edition của Samsung sẽ tiếp tục được trải nghiệm chip Exynos trên một sản phẩm cao cấp của hãng khi mà chiếc Galaxy S23 FE ra mắt. Thiết bị mới đây đã xuất hiện trên Geekbench và xác nhận về vi xử lý được trang bị. Theo đó, S23 FE vừa trải qua bài kiểm tra hiệu năng trên nền tảng đo hiệu năng này. Mẫu smartphone sở hữu con chip Exynos 2200 và RAM 8GB cũng như chạy hệ điều hành Android 13. Chip Exynos 2200 thì không quá xa lạ khi đã từng được trang bị trên dòng S22, còn dòng S23 sử dụng độc quyền chip Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Bên cạnh đó, mẫu điện thoại tiền nhiệm là S21 FE đã được tái phát hành với phiên bản dùng Snapdragon 888. Có tin đồn rằng Samsung sẽ ra mắt S23 FE với chip Exynos 2200 để giải phóng lượng chip dư thừa. Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ có mặt ở thị trường vào quý 3 năm nay, tức là khoảng từ giờ đến cuối tháng 9. Tin tức tiếp theo, Realme Nazo 60 series ra mắt. Realme Nazo 60 và Nazo 60 Pro là hai sản phẩm với mức giá phải chăng nhưng không kém phần sang trọng. Cả hai phiên bản đều có màn hình OLED Full HD cộng. Tuy nhiên, Nazo 60 Pro sở hữu màn hình cong 6,7 inch với tốc độ làm mới 120Hz. Nazo 60 sử dụng chip Dimensity 6020, trong khi phiên bản Pro dùng chip Dimensity 7050 mạnh mẽ hơn. Cả hai đều chạy hệ điều hành Android 13 với giao diện là Realme UI 4.0. Về camera, Nazo 60 có camera chính 64 chấm, camera selfie 8 chấm, còn phiên bản Pro có camera chính lên tới 100 chấm, có hỗ trợ OIS và camera trước 16 chấm. Cả hai thì đều có ống kính phụ 2 chấm để đo chiều sâu, cùng với đó là đi kèm loa âm thanh nổi kép và cảm biến vân tay dưới màn hình, cùng với pin 5000 mAh. Sự phân cấp sẽ đến từ công nghệ sạc nhanh khi bản Pro là 67W, còn bản tiêu chuẩn ở mức 33W. Về giá bán, phiên bản tiêu chuẩn sẽ khởi điểm từ mốc 5,2 triệu đồng, còn con số dành cho bản Pro sẽ là 6,9 triệu đồng. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, thông số cấu hình và giá bán của Xiaomi 14T. Ở thời điểm hiện tại, tuy Xiaomi 13T vẫn chưa được ra mắt chính thức, nhưng một số thông tin rò rỉ về phiên bản Xiaomi 14T đã xuất hiện. Theo trang Phone Aqua, chiếc máy này có khả năng được trang bị chip Dimensity 9200 gồm 8 nhân và nhân đồ họa ARM Immortalis G71, hứa hẹn mang lại hiệu năng mạnh mẽ và đáp ứng tốt nhu cầu người dùng. Thiết bị còn dự kiến có pin 5000 mAh, sạc 67W, giúp người dùng sạc pin nhanh chóng và không làm gián đoạn thời gian giải trí. Xiaomi 14T dự đoán sẽ có 3 camera sau gồm 50 chấm, 12 chấm và 10 chấm, cùng camera selfie 32 chấm. Tuy nhiên, việc sử dụng camera 50 chấm thay vì 108 chấm như Xiaomi 12T là một sự cải lùi và chưa thỏa đáng, nhất là khi khoảng cách thế hệ giữa hai chiếc máy này còn là Xiaomi 13T series. Chưa có thông tin về ngày ra mắt và giá bán, nhưng dựa trên Xiaomi 12T thì Xiaomi 14T sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10 năm sau với khoảng giá từ 14,2 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ thấp nhất. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.